thưa quý vị cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trong vòng 7 tháng qua hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức 340 đến 350 đô la Mỹ một tấn gạo 25% tấm đang ở mức 330 đến 332 đô la Mỹ một tấn mức giá này giảm từ 3 đến đô la Mỹ một tấn so với tuần trước giá gạo xuất khẩu sụt giảm kéo theo sự sụt giảm về giá lúa thu mua cụ thể tại An Giang lúa tươi IR50404 giảm từ 4.500 đồng một ký, còn 4.400 đồng một ký. Lúa chất lượng cao OM1490 giảm từ 4.750 đồng một ký xuống còn 4.700 đồng một ký. Nguyên nhân của sự sụt giảm giá gạo xuất khẩu trong thời gian gần đây là do nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước tiếp tục yếu. Thị trường xuất khẩu gạo vẫn chưa khởi sắc, ngay cả khi Việt Nam vừa trúng thầu cấp 150.000 tấn gạo cho Philippines.